Đấy, anh thích mà nó không giang cánh thì nó không giang cánh ngay thì còn gì, mà chim của em quá khỏe luôn. À, anh nhìn màu này, dài thật lèo luôn này. À, anh mà kiếm được con chim bổ là như của em hơi khó luôn, tại vì em đi mua chim bổ nhiều em biết. À, anh thích em chờ chờ để cho nó giang ra để cho anh nhìn lông lá cho dễ. Không, nhiều thằng nó đứng ở đây nó hay giấu, còn em thì em không mà giấu, còn thích nó không chòe vào thì nó không chòe vào ngay chứ. À, chim khỏe to đùng luôn. À, thích mà không giang cánh thì nó không giang cánh luôn chứ, cánh còn làm sao đâu. Mà con này của em mà em mấy ngày em không tắm nhá. À, đây anh thích không giang cánh, đây nhìn luôn cái thế của nó luôn. Đứng này trông trông con chim khiếp luôn. Còn cánh có làm sao đâu mà anh phải sợ. Anh cứ đến nhà em mà anh xem cánh cứ làm sao hỏng hay là tật lỗi gì, em mời anh đi uống cà phê xong là kể cả anh không lấy được em không là quan trọng. Chim của em có cái lỗi gì em báo luôn tật, không bao giờ em kiểu em giấu, em giếm giấu giếm đến lúc bán cho anh, và anh đến tận nhà mang tai mang tiếng. Tại vì đợt này em cũng ít cầm, ít thời gian quá. Đây, chim có làm sao đâu. Đây. Ừ. Con này của em nó ít giang cánh lắm. Tại vì chim nó khỏe, cái bọn răng giang cánh là cái bọn thở thở nhiều. Cái bọn nó tập, cái bọn nó chim nó yếu nó mới thở thở nhiều, nó mới giang cánh. Chim của em nó ít giang cánh lắm.